Ngôi chùa cổ kỳ lạ ở Phúc Kiến. Khách hành hương được các vị thần đưa ra lời chỉ dẫn trong mơ để thực hiện ước nguyện. Ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc có một ngôi chùa cổ kỳ lạ. Theo truyền thuyết, chỉ cần đến đây thắp một nén nhang, bạn sẽ được các vị thần hướng dẫn trong mơ và mọi ước nguyện của bạn sẽ thành hiện thực. Không chỉ là thăng chức, kiếm tiền mà thậm chí còn có thể được hồi sinh. Các chuyên gia đã nghiên cứu ngôi chùa này suốt nhiều năm nhưng vẫn không thể giải thích những hiện tượng kỳ lạ xảy ra tại đây. Liệu ngôi chùa cổ này có thực sự linh nghiệm như vậy hay không? Khoa học sẽ giải thích điều này như thế nào? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip của chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa nữa nhé. Xin cảm ơn và mời các bạn theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Ngôi chùa cổ kỳ lạ này có tên là Cửu Tiên Cung, nằm trên núi Thạch Trúc, thuộc thành phố Phúc Lăng, tỉnh Phúc Kiến. Chùa có lịch sử lâu đời hơn 2.000 năm, với cảnh quan tuyệt đẹp và không khí thờ phụng sôi nổi. Những người đến đây để thắp hương và cầu nguyện cũng rất đông đúc. Điểm khác biệt so với những ngôi chùa khác là sau khi thắp hương xong, tín đồ không vội vã rời đi, mà thay vào đó, họ lại nằm xuống để tìm chỗ nghỉ ngơi. Thực ra những người đến đây không phải chỉ vì mệt mỏi sau khi leo núi nên muốn nghỉ ngơi, mà là muốn có một giấc mơ tại đây. Điều đặc biệt là giấc mơ mà họ mong muốn không phải là giấc mơ thông thường mà là giấc mơ thần tiên. Người ta tin rằng bất kỳ ai chỉ cần mang ước muốn chân thành trong lòng đến Cửu Tiên Cung để dâng hương và khấn nguyện, sau đó nằm ngủ một giấc sẽ được các vị thần xuất hiện trong mơ để giúp họ thực hiện ước nguyện của mình. Đôi khi may mắn, những tín đồ này thậm chí có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Hiện tượng kỳ diệu trên đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Có phóng viên muốn tìm ra sự thật ẩn sau đó, nên đã mời một chuyên gia văn hóa dân gian đến Cửu Tiên Cung để điều tra. Trên đường lên núi, phóng viên đã ngộ nhiên chọn một cặp vợ chồng để làm thí nghiệm. Sau khi tìm hiểu thì được biết, hai người đều lần đầu đến Cửu Tiên Cung để cầu mộng. Người chồng muốn xin được tài lộc vì những năm gần đây làm ăn thất bại, lỗ rất nhiều tiền. Còn người vợ mong muốn các vị thần sẽ giúp chữa bệnh của mình. Trước ống kính của phóng viên, cặp vợ chồng thành tâm dâng hương và nói ra ước nguyện, sau đó đi vào phòng bên cạnh để ngủ. Sau một giấc ngủ kéo dài khoảng 2 giờ, trước khi phóng viên kịp hỏi thì người chồng đã nói rằng anh thực sự đã mơ thấy thần tiên. Trong giấc mơ, vị cao nhân ấy đã chỉ dẫn anh làm ăn. Nhờ theo lời chỉ dẫn đó, trong giấc mơ, anh đã liên tiếp làm được nhiều vụ kinh doanh lớn và kiếm được không ít tiền. Còn vợ anh mơ thấy có tiên nhân đến khám và chữa trị bệnh cho mình. Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Cả hai vợ chồng đều rất hài lòng với chuyến hành hương cầu mộng này, bởi họ thấy giấc mơ mang lại kết quả như mình mong đợi. Điều này khiến các phóng viên bắt đầu hoài nghi liệu Cửu Tiên Cung có thực sự linh nghiệm như vậy hay không. Khi các phóng viên vẫn còn bối rối, thì một vị đạo sĩ đã chia sẻ với họ câu chuyện về cha của ông, người từng mắc bệnh nặng đến mức không còn cách cứu chữa. Tuy nhiên sau khi đến Cửu Tiên Cung để cầu mộng, ông bắt đầu nằm xuống nghỉ ngơi. Trong giấc mơ, vị đạo sĩ nghe thấy một giọng nói bên tai nói với ông về một loài cá, khoai lang và khoai môn. Khi tỉnh dậy, ông ấy cảm thấy rất bối rối, liền vội vã chạy về nhà để kể lại giấc mơ cho mẹ nghe. Người mẹ tỏ ra hoài nghi sau khi nghe điều này, nhưng nếu còn một chút hy vọng, bà quyết định sẽ cố gắng. Mẹ của vị đạo sĩ đã tìm những nguyên liệu trên và làm một nồi súp. Không ngờ, mấy ngày người cha không ăn gì, nhưng sau khi uống một chén nhỏ, cơ thể ông lại phục hồi chức năng một cách kỳ diệu, thậm chí ngày hôm sau còn có thể tự đi bộ. Nhìn ánh mắt vui vẻ của đạo sĩ, phóng viên không nghĩ ông ta đang nói dối, nhưng vẫn không thể tin được thế gian lại có chuyện kỳ diệu như vậy. Bởi vì đây là một thử nghiệm nên không thể dựa trên kết quả từ hai người. Phóng viên dự định tìm thêm vài người nữa để chứng minh tính xác thực của vấn đề này. Đúng vào lúc này, một người phụ nữ lớn tuổi có cử chỉ kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của phóng viên. Khác với những người hành hương khác, bà không leo núi mà thay vào đó cứ mỗi ba bước bà lại quỳ xuống dập đầu, miệng khấn vái điều gì đó. Con đường từ chân núi lên Cửu Tiên Cung có hơn 1.000 bậc cầu thang. Điều này cho thấy bà ấy đã phải dành bao công sức và nỗ lực
để thực hiện lễ cầu nguyện của mình. Hành vi kỳ lạ này ngay lập tức khiến phóng viên tò mò, nên đã đến lại gần và hỏi bà lý do. Tuy nhiên người phụ nữ không muốn bị phóng viên làm gián đoạn lễ nghi của mình, nên chỉ vội vàng trả lời ba chữ, cầu bình an. Tuy nhiên, người đàn ông đi cùng bà lên núi cho biết người phụ nữ này tên là bà Lưu, sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở dưới chân núi. Bà Lưu đã trở thành một thượng khách quen thuộc ở khu vực này sau nhiều năm. Kể từ khi con trai của bà xuất ngũ và thừa kinh doanh nhưng luôn gặp khó khăn. Dù đang nợ nần, anh ấy vẫn muốn mua thêm một chiếc xe tải để vận chuyển hàng hóa. Bà Lưu và chồng lo lắng không chỉ vì mất mặt mà còn vì sợ con trai lại mất thêm tiền. Do đó bà đã quyết định lên Cửu Tiên Cung để cầu nguyện, xin ý kiến từ các vị thần tiên và lập lời hứa rằng nếu con trai may mắn kiếm được tiền, bà sẽ lên núi thờ cúng 3 lần mỗi tháng. Sau khi thực hiện nghi lễ, bà Lưu bắt đầu tìm chỗ nghỉ ngơi. Trong giấc mơ, các vị thần đã động viên và khuyên bà không nên lo lắng, chỉ cần cố gắng làm việc. Khi về nhà, chị Lưu đã quyết định gom đủ số tiền 100.000 nhân dân tệ và tiếp tục hỗ trợ con trai trong kinh doanh. Điều bất ngờ là con trai bà sau đó không chỉ đã trả hết nợ nần, mà còn trở thành triệu phú. Vậy nên, bà đã thực hiện lời hứa bằng cách leo lên núi mỗi tháng, thực hành nghi lễ tam bộ nhất bái và đốt hương cầu nguyện. Hành động của bà không chỉ thu hút sự chú ý của phóng viên, mà còn khiến nhiều du khách hành hương muốn tìm hiểu thêm về việc này. Sau khi nghe nhiều thông tin về sự kỳ diệu của ngôi chùa, phóng viên vẫn có chút nghi ngờ nên quyết định tự mình thử nghiệm. Cô theo hướng dẫn của nhân viên thắp một nén hương, sau đó thành tâm cầu nguyện rồi nằm xuống tấm trải bằng cỏ. Một lúc sau, cô cảm thấy như có thứ gì đó đang massage vai và lưng mình, khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, những người đến Cửu Tiên Cung để cầu mộng lại có những cảm nhận rất khác nhau. Vậy những phản ứng kỳ lạ này bắt nguồn từ đâu? Liệu nơi đây có ẩn chứa những bí mật gì mà người ta vẫn chưa biết? Giấc mơ trên núi Thành Trúc được gọi là ước mơ thành tựu, nghĩa là thông qua một nghi thức cầu mộng đặc biệt có thể giúp mọi người thực hiện các ước vọng của mình. Sự kỳ bí và huyền bí của những địa điểm như Cửu Tiên Cung ở Phúc Kiến luôn là những nguồn cảm hứng cho câu chuyện và truyền thuyết đầy màu sắc. Tuy nhiên, đối với những hiện tượng lạ xung quanh Cửu Tiên Cung, các chuyên gia đã đưa ra lời giải thích rằng nơi này là linh thiêng, là do có liên quan đến từ trường ở núi Thạch Trúc. Khu vực từ trường càng mạnh thì con người càng dễ có những giấc mơ kỳ lạ. Cấu trúc Cửu Tiên Cung xây theo hướng Bắc Nam, ba mặt đều bao bọc bởi những tảng đá lớn. Xung quanh là cây cối um tùm, làm cho từ trường trở nên rất mạnh. Tuy nhiên, khi phóng viên đi khảo sát xung quanh chùa, thấy kim la bàn không hề biến động đáng kể. Điều này cho thấy, từ trường ở núi Thạch Trúc không có vấn đề gì. Một lời giải thích khác từ các chuyên gia chính là việc cầu mộng ở Cửu Tiên Cung linh ứng như vậy, có thể liên quan đến sự gợi ý tâm lý của khách hành hương. Tức là những người đến đây cầu nguyện đều thành tâm tin rằng sau khi dâng hương lễ bái sẽ được chư tiên báo mộng. Họ không ngừng lặp lại ước nguyện trong tâm, khiến tiềm thức được lập trình là sẽ được chiêm bao thấy thần tiên. Khi khách hành hương bắt đầu nằm ngủ sau đó, ý thức này sẽ khiến họ bắt đầu mơ thấy thần tiên cùng ước nguyện của mình đã được thực hiện. Như trường hợp của hai vợ chồng đầu tiên cùng bà Lưu, hay những loại thực phẩm mà vị đạo sĩ đã nói, đều là những thứ thường thấy trong cuộc sống của ông ấy. Vì vậy, trải nghiệm mơ ước của những người trên chỉ là một dạng ám thị bản thân mà thôi. Những yếu tố siêu nhiên ở Cửu Tiên Cung có lẽ chỉ là động lực tiếp thêm niềm tin để những vị khách hành hương tự tin thực hiện ước mơ của mình. Chỉ cần bản thân cố gắng thì thành công sẽ chắc chắn đến với bạn, bởi vì sức mạnh và năng lực tối đa của mỗi người vẫn còn là những bí ẩn, chỉ là chúng ta chưa cố gắng hết sức. Còn về việc có thể có những lời giải thích sâu sắc hơn nữa, các chuyên gia nói rằng cần phải có thêm những nghiên cứu sâu hơn sau này mới có thể biết được. Nếu có cơ hội, bạn có muốn đến Cửu Tiên Cung để thực hiện nguyện vọng của mình hay không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.